Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên kênh News 24 giờ. Ngay bây giờ hãy cùng với mình đến với những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Rose Blackpink cùng dàn dancer lau sàn tại sân khấu đầu tiên của On The Ground. Nửa đêm, Rose đăng ảnh nhân vật đặc biệt đến thăm hậu trường sân khấu debut. Fan BTS tức giận tràn vào xúc phạm Lady Gaga và Ariana Grande vì idol thua giải. MV Rain On Me tăng hơn 100.000 dislike. Một fan thẳng tay đốt sạch album của April sau scandal bắt nạt nội bộ. Jin của BTS choáng váng khi vừa tắm xong, lý do đưa ra khiến fan ngã ngửa. Và sau đây là nội dung chi tiết. Rose Blackpink cùng dàn dancer lau sàn tại sân khấu đầu tiên của On The Ground. Hai ngày sau khi tung sản phẩm solo, chiều 14 tháng 3, nàng tân binh Rose Blackpink đã chính thức có sân khấu đầu tiên biểu diễn tại Inkigayo. Không có đồng đội bên cạnh như mọi khi, nhưng Rose vẫn cực kỳ tự tin, thần thái và biểu diễn tốt hai ca khúc mới của mình là Gone và On The Ground. Mở đầu màn trình diễn, Rose xuất hiện trong một chiếc lồng kính khổng lồ. Cô nàng ngồi một mình và hát Gone cực kỳ cảm xúc. Sân khấu Gone tập trung chủ yếu vào giọng hát, tuy không có vũ đạo nhưng mà cũng cuốn hút bởi phong thái biểu diễn của main vocal nhà Blackpink. Sang đến sân khấu ca khúc chủ đề, Rose diện bộ trang phục đúng chất hắc hường từng xuất hiện trong MV On The Ground. Có thể thấy rằng vũ đạo của On The Ground được đầu tư cực kỳ đẹp mắt. Solo nhưng không hề một mình, dàn vũ công phụ họa đã góp một phần không nhỏ làm nên sân khấu ấn tượng này của Rose. Lau sàn một mình chưa đủ, cô nàng còn rủ luôn cả dàn dancer của mình nằm dài ra sân khấu này. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng Hàn Quốc ấn tượng nhất là một khoảnh khắc kết màn của Rose. Giọng ca chính của Blackpink đã hóa thành tiên tử kết màn lộng lẫy, thần thái sang chảnh. Thế nhưng đó là cảnh chiếu trên sóng truyền hình. Fan cam của Rose cho thấy những gì xảy ra sau đó khác hẳn 180 độ. Vừa thể hiện thần thái sang chảnh kiêu kỳ, nhưng một giây sau là nữ idol cười tươi rạng rỡ và làm cử chỉ cực kỳ dễ thương. Dàn vũ công thấy thế cũng phải bật cười theo. Màn lật mặt nhanh như chớp của Rose đã đốn tim netizen, ai nấy đều suýt xoa sự đáng yêu nhí nhảnh khác hẳn với vẻ quyến rũ khi biểu diễn của cô nàng. Nửa đêm, Rose đăng ảnh nhân vật bí ẩn đến thăm hậu trường sân khấu debut. Hôm qua, Rose đã có sân khấu đầu tiên cho màn debut với một vai trò hoàn toàn mới là ca sĩ solo. Luôn luôn có các thành viên của Blackpink ở bên cạnh, việc lần đầu tiên đứng một mình trên sân khấu với tư cách là ca sĩ mới hẳn khiến Rose gặp nhiều áp lực. Chính vì vậy, một thành viên hắc hường đã đột nhập phía sau hậu trường để ủng hộ cho người chị em sinh đôi của mình. Rose đã rất hạnh phúc và cảm động, đăng tải hình ảnh chụp chung với thành viên cùng nhóm phía sau hậu trường của Inkigayo cùng với dòng caption nhìn xem ai ghé qua hôm nay và chiếc icon rưng rưng nước mắt. Nhưng cô nàng đã lấy tay che mặt nhân vật này. Nhìn thì có thể tưởng là Jennie hay Jisoo, nhưng thật ra đó chính là Lisa với chiếc mái 200 tỷ bị vén lên mất. Rose đã rất vui mừng, cô nàng còn đăng tải hình ảnh bó hoa cực kỳ xinh, cùng dòng nhắn gửi bắn đủ thứ tim cùng dòng chữ từ người chị em sinh đôi của cậu, Lily. Chúc mừng buổi phát sóng đầu tiên nhé, yêu bạn! Tuy không có sự góp mặt của các thành viên còn lại, nhưng hội chị em ở nơi xa cũng ủng hộ Rose hết mình. Cô nàng đã khoe chiếc bánh có chữ A, tên single album debut của Rose, cùng với những chai nước xinh xinh mà Jisoo gửi đến. Chúc mừng màn debut solo thành công của Rose. Fan BTS tức giận tràn vào xúc phạm Lady Gaga và Ariana Grande vì idol thua giải. MV Rain On Me tăng hơn 100.000 dislike. Sáng ngày 15 tháng 3 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Grammy 2021 chính thức diễn ra với hình thức trực tuyến, không khán giả vì tình hình dịch bệnh. Nhưng không vì thế mà drama không diễn ra khi mà ca khúc Dynamite của BTS đã thua đề cử trình diễn giọng pop song ca nhóm xuất sắc nhất về tay của Lady Gaga và Ariana Grande với Rain On Me. Dường như không phục trước quyết định của Viện Hàn Lâm khi trao giải Grammy cho Lady Gaga và Ariana Grande, một lượng lớn người hâm mộ của BTS khắp nơi trên thế giới đã khuấy đảo tất cả nền tảng mạng xã hội, kêu gọi công bằng cho idol của mình. Đặc biệt là đông đảo fan của BTS đã tràn vào Twitter của Ariana Grande và Lady Gaga để buông lời xúc phạm nặng nề hai nữ nghệ sĩ khi giành chiến thắng trước BTS. Tình hình diễn ra căng thẳng nhất ở ngay phía dưới bài đăng chúc mừng chiến thắng của Ariana Grande và có tác Lady Gaga để cùng chung vui.
Đông đảo fan của BTS cho rằng đây là một chiến thắng không xứng đáng nên đã tràn vào bài đăng của tiểu diva, để lại rất nhiều lời lẽ xúc phạm và dẫn chứng về việc Dynamite có thành tích khủng ra sao. Một số ít bình luận kêu gọi bình tĩnh nhưng đã bị nhấn chìm giữa cơn bão phẫn nộ của fan BTS. Chưa dừng lại ở đó, chiến trường này còn lan sang cả YouTube khi mà MV Rain On Me nhận về hơn 100.000 lượt dislike chỉ trong một thời gian ngắn và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ở phía dưới phần bình luận của MV Rain On Me, không khó để thấy những bình luận tiêu cực và bất mãn của người hâm mộ BTS khi thần tượng thua cuộc. Tình hình vẫn đang tiếp diễn vô cùng căng thẳng. Hashtag tiêu cực liên quan đến Grammy, Ariana Grande và Lady Gaga được fan BTS đẩy thẳng lên top trending toàn cầu của Twitter. Đây quả thật là một hành động không đẹp chút nào, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của BTS. Các trang mạng xã hội Việt Nam hiện cũng đang xôn xao trước hành động này và lên án một bộ phận fan BTS quá khích. Một fan thẳng tay đốt sạch album của April sau scandal bắt nạt nội bộ. Vào cuối tháng 2 năm 2021, làng nhạc K-pop chấn động khi có người phanh phui scandal bắt nạt nội bộ của nhóm nhạc nữ April. Theo đó, em trai và bạn học của cựu thành viên Hyunju đã đồng loạt lên tiếng tố cáo từng thành viên trong nhóm bắt nạt, cô lập nữ idol đến mức cô phải rời khỏi nhóm, thậm chí từng cố gắng tự kết liễu đời mình. Vụ việc này khiến hình ảnh ngây thơ trong sáng của April đổ vỡ trong lòng công chúng. Mới đây, loạt ảnh một fan nam của April đã thẳng tay đốt sạch toàn bộ album người này mua, đã gây được sự chú ý trên các trang diễn đàn mạng. Đầu tiên trong một bức ảnh chụp lại đoạn chat của fan nam tạm gọi là A này, người này đã hỏi bạn của mình rằng liệu có chỗ nào để anh ấy có thể đốt đồ hay không. Khi người bạn hỏi A rằng anh muốn đốt cái gì, A cho biết rằng mình muốn đốt hết album của April vì tức giận và thất vọng sau tranh cãi bắt nạt của nhóm. Sau đó trong loạt ảnh chụp lại, có thể thấy rằng A đã mua hơn 10 album của nhóm. Sau đó người này đem tất cả chúng cũng như photocard, phụ kiện kèm theo và bỏ loạt vào lò đốt sạch. Mặc dù hành động này của A khiến nhiều người sốc não, nhưng họ cho biết tình hình fan Hàn của April lúc này cũng phức tạp như vậy. Nhiều fan của nhóm đã đồng loạt rời bỏ fandom vì quá thất vọng về hành động của thành viên. Trong khi Knet tỏ ra thấu hiểu cho cảm xúc của A và nhiều fan April khác, một số ý kiến khác từ fan quốc tế lại không hài lòng. Họ cho rằng hành động đốt sạch album là khá nông nổi, và hơn nữa còn không chứng tỏ được điều gì vì rõ ràng tiền đã về tay của DSP từ trước đó. Jin của BTS choáng váng khi vừa tắm xong, lý do đưa ra khiến fan ngã ngửa. Chiều 13 tháng 3, ba thành viên của BTS là Jin, Jimin và RM đã gặp mặt người hâm mộ thông qua một cuộc trò chuyện trực tuyến. Một chiếc bàn đầy ắp hoa quả thịnh soạn được để ra để ba thành viên có thể vừa nhâm nhi và vừa giao lưu với fan. Vượt xa sự mong đợi của fan, buổi trò chuyện này khiến ai nấy đều ôm bụng cười phì vì độ mặn của ba thành viên, nhất là anh cả Jin. Theo lời của trưởng nhóm RM, Jin kể lại rằng anh suýt lên cơn đau tim sau khi vừa tắm xong. Lý do là anh cả đã nhìn thấy gương mặt của chính mình trong gương. Jin thuật lại, sau khi tắm, anh chàng đã đứng soi gương, vuốt tóc tai và tự nói với bản thân mình rằng: "Sốc Jin à, sao cậu có thể đẹp trai như vậy? Wow!" Buổi trò chuyện, Jin có hàng ngàn câu hỏi thú vị khác khiến Jimin và RM phải câm nín. Gương mặt đẹp trai tầm quốc tế không hiểu tại sao khi ăn kiêng, mọi người đều phải ăn salad. Và hai thành viên còn lại đều không thể đưa ra đáp án. Thấy vậy anh liền hỏi, vậy con vật nào to nhất trên thế giới? Rồi nhận được câu trả lời là con voi. Jin lý giải, mọi người cứ nghĩ xem con voi ăn gì mỗi ngày. Đó là chứng minh cho việc salad chẳng có tác dụng cho việc giảm cân đâu. Sau khi đánh chén no nê nhiều loại đồ ăn có lợi cho sức khỏe và cho người đang giảm cân, ba chàng trai lại chọn kem và bào chữa, kem không tăng cân đâu các bạn, nó là chất lỏng mà. Fan bình luận hài hước không kém dưới video, à thế mai em mua kem ăn thay rau luôn, Jin từng nói là đồ ăn ngon không có calo mà, lo gì tăng cân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin tức tổng hợp trong ngày của KNews 24h. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.